Xin chào tất cả các bạn đã lục tiếp tại đến với cái kênh YouTube HB Nguyễn những loài sống dưới nước của mình nha. Trước giờ mình thường làm video về những loài cá lạ, nhưng hôm nay các bạn có thấy loài cá này quen thuộc không? Đây chính xác là loài cá rô, nha mọi người. Ở Việt Nam cũng có một số người nuôi loài cá này làm cảnh, chẳng hạn như mình, nhưng ở nước ngoài cũng có không ít người nuôi loài cá này. Nếu nhà các bạn có một cái hồ dư, thau, chậu mà các bạn đã ngán ngẩm với việc chăm sóc tỉ mỉ cho cá cảnh nhưng vẫn bị chết, thì cá rô là một vật nuôi thú vị dành cho bạn. Chúng không cần phải đòi hỏi cầu kỳ, nhưng lại là một sát thủ săn mồi, không kém gì các loại cá săn mồi khác. Cá rô thường sinh sống được ở các loại hình mặt nước, ruộng lúa, ao, mương, rãnh, hào, đầm, sông rạch, chủ yếu ở miền Nam Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, Ấn Độ, Philippines, Châu Phi và Châu Úc. Cá rô có thể sống được trong môi trường nước ngọt lẫn nước lợ, và chúng có cơ quan hô hấp phụ, thường xuyên đớp khí trên mặt nước, nên khả năng sinh tồn của chúng rất cao. Các bạn khỏi cần lo oxy cho chúng khi nuôi trong môi trường chặt hẹp. Kích cỡ của chúng mình cũng không rõ, nhưng có con to hơn bàn tay nữa đấy. Nếu các bạn mua cá nuôi thì cho ăn thức ăn viên bình thường, còn nếu bắt ngoài tự nhiên thì nên cho chúng ăn côn trùng, giáp xác, cá nhỏ, có khi chúng ăn cả cỏ với bèo. Các bạn có thể nuôi loài cá rô này cùng loài với họ hàng của chúng. Đừng nuôi chung với những loài cá quá nhỏ hoặc tép cảnh nha, vì chúng sẽ sơi tái hết đấy. Nếu các bạn may mắn bắt được con cá rô vàng thì không còn gì để nói. Nuôi đẹp xuất sắc các bạn ạ. Cá rô vàng thường rất hiếm, và nếu mua lại được cũng giá rất cao. Như con trong clip 8 triệu nhưng chủ không bán mà chỉ để nuôi. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ HB Nguyễn làm các video tiếp theo nha. Ừ mà quên, hiện tại thì mình đang làm hai kênh YouTube nha mọi người. Kênh này làm về cá, còn các bạn nào có đam mê về phim ảnh thì mình đang làm thêm một kênh review phim. Các bạn nào thích thì qua ủng hộ mình nha. Kênh mới, mình để link dưới phần mô tả video này nha mọi người. Lời cuối, chúc mọi người sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.